Hoa hậu Kỳ Duyên nổi bật với váy xuyên thấu. Hoa hậu Kỳ Duyên diện váy xuyên thấu xuất hiện trong buổi họp báo công bố về vòng chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, thu hút ánh nhìn của quan khách. Mẫu thiết kế mới của nhà thiết kế Hoàng Hải phần nào cải cách những tin đồn kém nhan sắc của Hoa hậu Kỳ Duyên trước đây. So với thời mới đăng quang, Kỳ Duyên hiện tại gợi cảm và mặn mà hơn. Chính điều đó giúp cô nổi bật hơn trong dàn mỹ nhân xuất hiện tại sự kiện. Cùng với Kỳ Duyên, Hoa hậu Pháp 2014, Laura Kondrel cũng để lại nhiều ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn không tì vết của mình. Người đẹp 23 tuổi với vẻ đẹp rạng rỡ đang quen Hoa hậu Pháp 2014, từng đại diện cho Pháp tham gia Hoa hậu Thế giới 2014, Hoa hậu Hồng Vũ 2015, đạt danh hiệu Á hậu 3.